tôi đi Hà Giang. Tôi yêu Hà Giang. Tôi yêu Hà Giang. Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của mình và mình là Hoàng Hiền. Hiện nay thì Hoàng Hiền đang có mặt trên cao nguyên đá Đồng Văn của tỉnh Hà Giang. Như các bạn có thể nhìn thấy ở đây thì khu vực này có một cái điểm view rất là đẹp. Thì thực sự nếu như mà các bạn mà có lên trên Hà Giang thì các bạn mới biết được đó, cái vẻ đẹp của Hà Giang nó đẹp đến mức như thế nào. Mê lắm lòng người luôn các bạn ạ. Thực sự là nếu như mà có quay bao nhiêu thước phim đi chăng nữa đó, và có nói bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng không thể nào mà có thể là miêu tả được hết những cái vẻ đẹp của cái mảnh đất cao nguyên đá Hà Giang này. Thì trong cái video này thì Hoàng Hiền sẽ cố gắng là quay lại cho các bạn đó, những cái hình ảnh chân thực nhất của bà con đấy, ở trên cao nguyên đá Hà Giang, và những cái vẻ đẹp đấy, của mảnh đất Hà Giang. Và Hoàng Hiền sẽ trong video này thì Hoàng Hiền sẽ không nói nhiều, không thuyết trình nhiều, mà chủ yếu là quay cho các bạn đấy, những cái hình ảnh đẹp đấy, trên cao nguyên đá Hà Giang các bạn nhé. Bây giờ thì xin mời tất cả các bạn sẽ cùng Hoàng Hiền thưởng thức đó, cái vẻ đẹp của cao nguyên đá Hà Giang. Thế này ở trên nhà không có nước à? Thế là ngày nào phải xuống đây lấy á? Thế à? Một ngày đi lấy mấy lần? 3 lần á? Thế à? Em vào lớp mấy rồi? Lớp mấy? Lớp 5 á? Thế à? Thế có đi học nữa không? Nghỉ rồi á? Học hết lớp 5 mà nghỉ à? Thế à? Thế đã lấy vợ chưa? Chưa lấy vợ à? À thế à. Thế là em là dân tộc Mông à? Thế à. Thế đi kéo vợ bao giờ chưa? Chưa đi kéo vợ à? À. Đấy các bạn, ở trên vùng cao thì rất là thiếu nước các bạn nhé. Đấy. Chỉ có nước ở những khe đá thôi. Đó. Đấy như chỗ kia là... Đây này các bạn này, nước từ trong cái đá chảy này.
ra như này. Xong thì cái vòi hứng vào này. Nguồn nước ở rất là mát các bạn nhé. Đấy. Mát và vào trong lắm. Mát lắm. Với làm gì đấy? Làm gì? Để nước ra đấy á? À. Đây chỗ này có cái mạch mà này. Mạch chạy ra, trong lắm. Tức là xong là cho vào cái khuẩy tấy, khuẩy tấu này để điệu về à? Khuẩy tấu vậy. Và như các bạn có thể nhìn thấy ở cái khu vực này thì có một cái điểm view cũng rất là tuyệt vời. Thấp thoáng trong núi rừng thì đó là những cái ngôi nhà của bà con đồng bào của dân tộc vùng cao, họ sinh sống ở trên này. Đấy, ví dụ như dân tộc Hơ Mông, dân tộc Tày, dân tộc Lùng, dân tộc Dao đó, và rất nhiều các dân tộc khác sống ở trên các vùng mảnh đất vùng cao này. Đó, và các bạn có thể nhìn thấy ở đây thì có những cái thửa ruộng bậc thang này các bạn này. Đó, và họ cấy lúa. Đây. Lúa thì mới cấy được một thời gian các bạn nhé. Đó, cho nên là đang thời kỳ đầu sinh trưởng phát triển rất là tốt đây. Và ở phía dưới này thì là có một cái bản làng các bạn đang nhìn này. Đó, ngay phía dưới này đây có một cái bản làng rất là đẹp. Và theo như tôi quan sát thì nhà người dân ở khu vực này thì cũng chủ yếu là nhà chỉnh tường bằng đất thôi, và mái thì bằng tấm lợp. Có đôi ngôi nhà thì bằng mái và bằng cái ngói âm dương đó. Rất là đẹp. Và ở phía xa xa kia thì có một cái thung lũng kìa. Đó, và đó thì chính là cái đường đi bạn ạ. Đường đi để mà xuống thành phố Hà Giang nhé. Thì sẽ đi qua khu vực này. Thì đây chính là cái khu vực Quản Bạ các bạn nhé. Quản Bạ. Thì từ Hà Giang thì thành phố Hà Giang mà lên trên Quản Bạ thì sẽ đi đường này. Đây các bạn nhìn này. Ui. Nhà người dân họ ở trên đỉnh những cái đỉnh núi như kia. Sợ thật. Đây các bạn nhìn nhé. Đây. Trên đỉnh đó vẫn có những cái ngôi nhà của người dân họ sinh sống ở trên đó. Đó. Thì không biết là họ sống ở đó thì họ đi lên đó bằng cách nào. Đấy, thì là, theo như tôi mà nhìn ở đây thì không có một cái con đường nào bằng xe máy có thể lên được đó các bạn ạ. Nếu như mà sống ở đó thì chắc chắn là nếu mà muốn lên thì chỉ có đi bộ thôi, không thể nào mà đi xe lên trên đó được. Cái địa hình nó rất là dốc, hiểm trở như kia. Đấy, dựng đứng như thế. Đây có mấy em nhỏ làm gì các bạn này? Đang bắt cái con gì đấy? Đâu xem nào. Đâu xem nào. Con này như là con bọ xít hả các bạn? Bắt con này về làm gì? Về bán á? Được bao nhiêu tiền một cân con này?
5.000 một cân đó. Bắt bỏ xít để bán các bạn. Đây, chai này, đưa cho em. Bắt vào rồi được 1 cân. Hả? 1 uống là 1 cân à? Yeah. Thế nhà có gần đây không? Nhà trên đấy à? Thế là mình như là 3 anh em à? Hả? Nhà khác nhau đúng không? Thế em học lớp mấy rồi? Lớp 5 á? Lớp mấy? Lớp 8 á? Thế còn đi học không? Vẫn đi học cái gì? Thế em học lớp mấy rồi? Lớp 6 à? Thế em bé này học lớp mấy? Bỏ học rồi á? Học cái lớp mấy mà bỏ? Lớp 4 mà bỏ rồi á? Thế em có còn đi học không? Thì cố gắng đi học nhá. Học giỏi vào biết chưa? Để sau này phải làm cán bộ nhá. Vùng cao đẹp lắm các bạn ạ. Quá đẹp luôn. Tôi yêu Hà Giang. Tôi yêu Hà Giang. Tôi yêu Hà Giang.